Chào anh chị thân mến nha. Hôm nay Hiệp có mặt tại xã Gia Canh, huyện Ninh Quán, tỉnh Đồng Nai. Hôm nay Hiệp trân trọng đem đến cho quý anh chị mình một mảnh đất view nghỉ dưỡng nha. Và chúng ta có thổ cư luôn nha anh chị. Đó, thì ở đây như anh chị nhìn sơ lược qua nha, mình có ao nè. Rồi gia chủ mình chuẩn bị bỏ container xuống đây và trồng dừa nữa nha anh chị. Khoảng độ 20 cây dừa ha. Dừa 7 năm tuổi nha anh chị nha. Đó, thì thông tin chi tiết Hiệp sẽ quay đến đây. Anh chị mình cố gắng theo dõi hết video nha. Rồi anh chị nào cảm thấy phù hợp thì alo cho Hiệp nhé. Cảm ơn anh chị mình nhiều. Ở đây là anh chị mình nhìn tổng quan ở đây ha, rất đẹp luôn. Mình có ao đồ sẵn ha. Đó, thì Hiệp quay lược sơ lược tổng quan ở đây cho anh chị mình xem. Đây đá mình chẻ ra để mình làm cái hôm tay nè, cái container lên ha, cái thùng container đồ lên đó. Và kính thưa toàn thể quý anh chị ha, để đi vào vấn đề chính thì hôm nay trân trọng đem đến cho anh chị mình nè. Mảnh đất này có tổng diện tích là 4.300 m² nha anh chị. Và ở đây gia chủ mình đang thiết kế một cái mẫu homestay ở đây, nhưng mà do kẹt tài chính cho nên là gia chủ mình mới nhờ Hiệp vô đây để giới thiệu đến sản phẩm này cho anh chị nào mình có được cái nhu cầu và cái tiêu chí mạnh hơn thì mình tiếp tục phát triển cái này nha anh chị. Thì ở đây mình có tổng diện tích là 4.300 m², và mình đất mình có được thổ cư đầy đủ nha anh chị nha. Nhưng cái điều ở đây nè, Hiệp sơ lược tổng quan ở đây, sau đó Hiệp sẽ phân tích rõ cho anh chị mình chi tiết hơn trong video nha. Anh chị cố gắng theo dõi hết nha. Và bây giờ để Hiệp phân tích rõ cho anh chị mình nha. Thứ nhất là trong tổng diện tích là 4.300 m² này, gia chủ mình để lại toàn bộ những cái gì mà gia chủ đang mua nha. Thứ nhất là mình có hai chiếc container nha anh chị, hai chiếc container home nha. Đó, gia chủ mình đặt hàng rồi thì trong vòng 3 ngày nữa là sản phẩm nó sẽ về tới, là hai chiếc container home nha anh chị. Rồi thứ hai nữa nè là mình có được là 20 cây dừa nha anh chị nha, cây dừa 7 năm tuổi nha, gia chủ mình trồng nha. Gia chủ mình đặt luôn rồi, chuẩn bị đem về để trồng ha. Rồi cái vấn đề thứ ba nữa nè là mảnh đất này của mình á là nó có được 200 mét thổ cư nha anh chị, 200 mét thổ cư. Rồi gia chủ mình để lại toàn bộ cái đá chẻ nè, đâu đó tầm khoảng 500 viên nha, để anh chị mình có thể về anh chị mình xây bực tam cấp hay là anh chị mình làm cái gì đó vân vân nha. Đó là 500 viên đá. Rồi dừa thì 20 cây 7 năm tuổi mình trồng tiếp tục ở đây. Còn hiện trạng là cái ao mình đang thả cá rồi nè ha. Đó, ao này thả cá đầy đủ hết rồi. Rồi từ ở đây nè mình ra tới trung tâm huyện Định Quán á thì nó tầm khoảng độ 3 km nha, 3 km nha anh chị. Còn ở đây là nhà của anh hàng xóm. Ở đây là nó có con đường đi ra nữa nè, nhưng mà do gia chủ mình không có muốn đi đường bên đó thì mình rào lại ha. Còn có đường chính của mình ở đây, đường hiển thị trên bản đồ quy hoạch nhà nước đầy đủ nha anh chị nha. Và nó có 200 thổ cư. Thứ tư nữa là mảnh đất này của mình hiện trạng có 2 cái giếng nè. Đó, đây mình có cái giếng đây nha, giếng là giếng đào mới ngon anh chị, tại nước nó nhiều nè anh chị thấy không, nước lên tới luôn là đã không. Đó, đằng kia mình cái giếng nữa. Ở đây gia chủ mình đang cải tạo ở đây rất là đẹp luôn, thì anh chị mình về là mình chỉ tiếp bước nữa là xong ha anh chị ha. Và cái giá này nè anh chị, và đặc biệt là trên diện tích này nè anh chị ha, là cái gia chủ mình đang có ý định như là sang lại toàn bộ cái này cho anh chị mình, là giá là 2 tỏi 700 củ nha anh chị, 2 tỏi 700 củ. Tổng diện tích Hiệp xin nhắc lại nha, tổng diện tích 4.300 m², có 200 mét thổ cư, và gia chủ để lại là 2 chiếc container home, rồi 20 cây dừa 7 năm tuổi, rồi 500 viên đá chẻ để anh chị mình đó, đá chẻ thì có sẵn hồi nãy Hiệp quay rồi đó, để anh chị mình làm ha. Còn ở đây nè, con đường bên hông nữa nè, là đi thẳng đó, nhà cửa người ta ở phía dưới đó ha. Còn nguyên cái phần bên này của mình nè, đây Hiệp quay sơ lược ở đây tổng quan lại anh chị xem nha, toàn bộ nguyên cái này của mình nè. Đó anh chị thấy không, con đường mình đi ra là con đường đá bi nè, mình cách con đường nhựa chính lớn ở ngoài đằng trước đó nha anh chị là 250 m nha. Từ đây anh chị chạy thẳng một phát một luôn là 250 m ra tới con đường nhựa chính nha. Đó, còn từ ở đất này anh chị ra tới quốc lộ 20 là ngay trung tâm huyện Ninh Quán luôn, chợ trường văn văn á ha, trung tâm hành chính anh chị biết rồi đó. Thì nó bán kính tầm khoảng 3 km. Rồi một lần nữa Hiệp xin phép quay một cảnh quan tổng quan ở đây, sơ lược ở đây
rồi anh chị mình xem, anh chị nào mình yêu mến mảnh đất này thì anh chị alo cho Hiệp nha, để mình về mình sở hữu mảnh này nha anh chị. Đó, ao cá thả cá sẵn luôn rồi ha.